Thưa quý vị, lại một mùa hè nữa, thiếu nhi Đà Nẵng không thể tham gia các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hay các khóa học năng khiếu hè do Covid-19. Thế nhưng không vì thế mà những niềm vui trong ngày hè lại vơi đi. Đồng hành cùng thiếu nhi Đà Nẵng trong mùa dịch là rất nhiều sân chơi trực tuyến bổ ích do thành đoàn tổ chức như cuộc thi vẽ tranh thực hiện clip với chủ đề Vững niềm tin chiến thắng phòng chống Covid-19 hay cuộc thi tỏa sáng tài năng nhí hoặc các chương trình dạy kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid thì các hoạt động mà thành đoàn và hội đồng đội thường tổ chức cho các em thiếu nhi thì hãy chuyển sang là hình thức là online và sử dụng mạng xã hội để lan tỏa đến các em thiếu nhi trong cái trạng thái là bình thường mới. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, dịp hè năm nay thiếu nhi thành phố cũng đã hào hứng tham gia chương trình chia sẻ yêu thương nâng bước đến trường. Thông qua đó, có thật nhiều tặng phẩm là sách vở mới, dụng cụ học tập, đồ chơi, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn dành tặng các bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố. Những cái món quà tuy nhỏ thôi nhưng mà cũng có thể giúp đỡ cho các bạn trong việc học tập, và con mong rằng qua chương trình này sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái quyên góp ủng hộ cho các bạn nữa. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc trẻ em tại các khu vực phong tỏa cũng được thành đoàn Đà Nẵng rất quan tâm. Những phần quà là sách, truyện, dụng cụ học tập cũng đã được các tình nguyện viên chuyển đến các em thiếu nhi trong vùng cách ly y tế, qua đó góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong những ngày cách ly phòng chống dịch. Thành đoàn hội đồng đội thành phố cũng chia sẻ những món quà của thiếu nhi toàn thành phố gửi gắm đến các bạn thiếu nhi trong khu cách ly có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình chia sẻ yêu thương nâng bước đến trường. Hy vọng những phần quà này của thiếu nhi và đoàn viên thanh niên thành phố sẽ góp phần tiếp sức cho bà con nhân dân cùng chính quyền trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Gần một nửa mùa hè đã trôi qua, dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương đang có nhiều diễn biến phức tạp và thiếu nhi Đà Nẵng cũng chưa thể tận hưởng trọn vẹn một kỳ nghỉ hè như mong đợi. Con mong muốn dịch bệnh có thể chấm dứt để tụi con có thể vui chơi thoải mái như những ngày không có dịch. Mong muốn này cũng là khát khao chung của thiếu nhi cả nước. Mặc dù đã có sự thích ứng từ năm ngoái đến nay, tuy nhiên mong mỏi được vui chơi, được tham gia các sân chơi hoạt động trải nghiệm mùa hè vẫn là mong ước của tất cả các trẻ em. Trong bối cảnh mới, vẫn rất cần thêm nhiều sân chơi bổ ích, sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với tình hình thực tế, để mùa hè vẫn là mùa vui của tất cả trẻ em.